Những nỗi buồn mang tên tài rồi ngất xỉu luôn anh em ạ. Mình đang có mặt tại Hà Nam để thu mua một chiếc CBR650 siêu lướt, mới chỉ chạy có hơn 100 cây thôi anh em nha. Và khi chiếc xe này thì chủ xe vừa mới nắp được vài ngày. Chủ xe cũng là một người khá là nổi ở trên mạng nha anh em. Không biết anh em Hà Nam thì có biết đến bạn này hay không. Và chạy đi chiếc kịp nóng máy thì đã phải bán rồi anh em ạ. Thôi mình cũng chúc bạn sớm lấy lại những gì đã mất. Và anh em đừng nên chơi vào mấy cái trò đỏ đen này nha. Đa phần là mình thấy chỉ mất thôi, chứ cũng chẳng có mấy người mà được đâu. Được rồi thì cũng sẽ mất thôi anh em ạ. Và cái chiếc xe này ấy, thì mình sẽ đang bán lại cho anh em ở cái mức giá là vô cùng hợp lý. Mình chỉ bán lại cho anh em là hơn 170 triệu mà thôi. Anh em tiết kiệm được khoảng gần 30 triệu đồng so với giá nắp mới thời điểm hiện tại. Và hôm nay thì mình cũng khá là có duyên với Hà Nam luôn. Trong cái lúc mà mình đang mua cái chiếc CBR này này thì lại có một cái chị điện cho mình để bán cho mình một chiếc SH125 ABS. Gần như là cũng là cực lướt, mới chỉ chạy có 1.000 cây mà thôi. Và mình cũng chạy sang bên chỗ chị để mua. Ở bên chỗ chị thì đường khá là nhỏ, nên là khi mình mua xong mình cũng không thể bỏ xe lên thùng được. Mình phải dắt ra tận các nhà chị hết cái ngõ đấy, bắt đầu mới có chỗ thoáng để mà dắt xe lên được. Cái chiếc xe này thì mình cũng sẽ bán lại cho anh em ở cái tầm giá khoảng 76 triệu mà thôi. Anh em cũng tiết kiệm được một số tiền khá khá so với giá nắp mới thời điểm hiện tại. Và xong rồi thì lên đường đi về thôi anh em ạ. Sau 2 tiếng di chuyển về nhà, lúc này mình cũng đã là gần 9 giờ tối rồi. Nhưng mà ở bên cửa hàng mình vẫn còn đang có khách hàng qua xem và mua xe. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Xin chào.